Vâng, xin chào các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn tạo các cái hình nền sao cho đẹp mắt nhất, hình nền 3D. Thì chúng ta có những một cái ứng dụng đó là 3D Warp. Đây. 3D Warp, 3D Warper. Ok, vào đây. Đây. Để trở lại xem nhé. Ba D. Đây, tiếp theo. Chọn cho chuẩn. Tạo các hình nền 3D cực kỳ đẹp mắt. Đây, chúng ta xong rồi, chúng ta kích vào đây. Chúng ta mở mở ứng dụng này. Ở trong ứng dụng thì đã có rất nhiều cái các cái hình nền sẵn cho chúng ta. Ví dụ như cái này, nhìn khá đẹp, rất có chiều sâu. Đây, các bạn nhìn. Nhìn cực kỳ bắt mắt và đẹp. Mình sẽ tải cái này về và làm hình nền cho các bạn xem. Ấn vào xếp hình nền đâu, áp dụng. Đây, các bạn thấy nóng nanh không, đẹp không? Hình nền cực kỳ chất luôn. Lắc tay để chuyển các cái hướng để tạo ra cái khung chiều sâu, nhìn cực kỳ đẹp. Mình chọn cái then khác nha. Ngoài ra chúng ta có thể tự tạo được, thì chúng ta ấn vào cái dấu cộng này. Đây, khi ra các, đây là hình nền ở phía sau để chúng ta tạo độ zoom. Đây, mình chọn cái nền mặt này. Khi ra ngày chúng ta có một cái ô vuông vuông ở giữa để chúng ta chỉnh sao cho với hình nó di chuyển, sao cho cái ô ở trong này cho nó chuẩn thì nó đẹp. Đây, chúng ta chỉnh nó lên nhỉ. Không thì chúng ta cứ để như thế được. Chúng ta có thể co vào và dán ra, co nó vào. Chúng ta ấn Add Nit ra đây, chỗ này để tạo hiệu ứng này, cho siêu nhân vào. Đấy, cho anh siêu nhân vào. Đấy, ta kích vào Build xem thử. Đấy, chọn hình nền tạo hiệu ứng, áp dụng. Đấy, thế chúng ta có luôn hình nền. Chậm quá, máy chậm quá, lại này. Đây, cho quả ảnh hoàng hôn mặt trời đẹp, kích vào Add Nit. Đây, cho đây, cho cô gái đứng dưới hoàng hôn nhé. Để anh xếp vào đây. Không cho đợi ảnh hình không? Cho đợi ảnh hình không? Anh không để ý tí đó tí. Đây, cho nhé. Chúng ta ấn vào Build để xem trước. Đấy, đẹp không? Chúng ta lắc đi thì cái hình nó sẽ chuyển động bên trái bên phải.
chúng ta ấn vào áp dụng rồi. Đây thì nó sẽ ra. Quên, phải vào cái chỗ này xong mình ấn vào đây thì nó mới ra đây. Hình như mình phải xóa cái này đi đã. Xóa cái con hổ đi. Thì mình tải cái này về mới được. Đây được rồi. Đấy. Phải xóa cái con hổ đi vì ở đây nó có con hổ nữa thì mình đặt trước rồi thì nó sẽ không ra được cái hình nền như mình. Thì các bạn lưu ý cái vấn đề đấy nhé, cũng đến lúc vậy bảo tại sao không ra được. Rồi, xin chào các bạn, tạm biệt nhé.